Thưa quý vị và các bạn, trời như chiều lòng người, tiết trời tối qua tại thành phố Huế rất thuận lợi. Hàng ngàn du khách và người dân cùng nhau chia tay năm cũ 2022 và hào hức chào đón năm mới 2023 bằng một bữa đại nhạc tiệc với những chương trình âm nhạc đặc sắc, sôi động và cùng hòa mình cùng chương trình đếm ngược Huế Cao Đao 2023 tại sân khấu ngoài trời giao lộ ngã 6 Hùng Vương, thành phố Huế. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật. Diễn ra trong khoảng gần 4 giờ đồng hồ dưới tiết trời tạnh ráo, chương trình Huế Cao Đao 2023 đã mang đến cho giới trẻ và người dân cố đô Huế một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu. Ước tính của ban tổ chức có hơn 10.000 người đã tập trung tại khu vực ngã 6 trung tâm thành phố Huế để cùng chờ đón năm mới. Được chia thành hai phần với các chủ đề gồm Tự hào Festival Huế và Chào năm mới 2023. Chương trình nghệ thuật Huế Cao Đao 2023 là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại với những thể loại âm nhạc trẻ trung và sôi động, cùng dàn nghệ sĩ có tên tuổi trên thị trường âm nhạc như ca sĩ Trần Thăng Bình, rapper Big Daddy Emily và ca sĩ Trọng Hiếu. Mình đến đây khi 7 giờ và mình đợi được 2 tiếng rồi, mình cảm thấy sự chờ đợi này rất là xứng đáng luôn, bởi vì kiểu rất là vui ấy. Còn mấy cái cài diễn đang vi lính đó rửa, mấy cái cài biểu diễn nhảy rất là sôi động, em rất là thích. Nay có những ca sĩ nổi tiếng về ở đấy và kiểu cảm giác của em rất là bồi hồi cho đến hiện tại. Dạ, là em thấy rất là vui vẻ và nhộn nhịp ạ. Dạ, rất tuyệt vời, rất thích ạ. Tại vì năm nào em cũng đi, mà còn một năm dịch thì được bị nghỉ thì em thấy cùng buông ở nhà rất là buông. Dạ hôm nay em thấy cảm giác nó không thể nào mà diễn tả được. Điểm nhấn của chương trình là thời khắc đếm ngược chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Dưới sự dẫn dắt của MC Ngọc Trai, hơn 10.000 người dân và lãnh đạo thành phố đã cùng nhau chào đón năm mới 2023 trong màn pháo hoa rực sáng cùng những vũ điệu sôi động. Tạm gác lại những âu lo phiền muộn của năm cũ, trong không khí rộn ràng hào hức, mọi người đều ấp ủ cho mình những ước vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Cao đao của 2 năm vừa rồi cũng nói chung là không được suôn sẻ, nhưng mà năm nay thì bắt đầu khởi sắc trở lại. Thì mình thấy là năm nay Huế tổ chức lễ hội cao đao rất là sôi động. Và nhân dịp năm mới thì mình cũng chúc tất cả mọi người, chúc từng gia đình, từng bạn bè có một năm mới thật là sôi nổi, nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong những năm tới sau mà khi mà mình đã vượt qua 2 năm thực sự là khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm. Tiễn biệt những chuyện cũ và sẵn sàng cho những điều tươi mới đang đến trong tương lai bằng một không khí sôi động, có lẽ là mong muốn chung của tất cả các bạn trẻ đang có mặt tại đêm nay, đêm hội Huế Cao Đao năm 2023. Với một đêm nhạc bùng nổ như thế này, cùng với một không khí lý tưởng của ngày đầu năm, chúng tôi, những người làm chương trình, tin rằng Huế của năm 2023 sẽ có những điều khởi sắc hơn. Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào năm 2023.